Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Cương Nguyễn, anh em Minh AML, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Quân Chu, anh em Minh Đặng, anh em Hùng Phan, anh em Đỗ Hoàng Hải và cuối cùng là anh em Hoàng. Cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Và nhân tiện đây tôi cũng xin được nhắn gửi tới anh em Quân Chu. Anh em Quân Chu thân mến, vậy là cũng đã đến cái ngày mà tôi sẽ ra cái video clip cảm ơn anh em. Đấy, nhân cái kỷ niệm 25 ngày anh em đăng ký hội viên trên kênh của tôi. Anh em thích tôi chơi cái bộ gì thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Và riêng anh em Quân Chu tôi có một thêm một cái nhắn gửi nữa, đấy là anh em chọn cái bộ gì anh em chọn vừa miếng thôi anh em nhá, chứ mấy cái lần trước vã mồ hôi hột luôn anh em ạ. Đấy, thế là anh em Quân Chu anh em lưu ý giúp tôi nhá. Tôi còn nhớ lắm anh em ạ, tôi nhớ cái content cũ của anh em. Tôi mất phải 2-3 ngày, thậm chí là 4-5 ngày tôi cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là mất rất là nhiều thời gian để có thể làm được một cái content. Đấy. À, để một cái content nó kịp thời thì vừa miếng thôi anh em ạ, vừa tầm thôi. Đấy. Ở trên kênh này thì khi mà nhắc đến một vài content khó ấy, là tôi lại nghĩ đến ngay một vài cái tên của các anh em mà chuyên là ra content khó. Đấy, ví dụ tôi lấy ví dụ như là anh em Ngọc Long Phan này chẳng hạn, anh em Quân Chu hay là anh em Nguyễn Bá Hưng. Đấy là những anh em mà hay nghĩ ra mấy cái bộ mà nói chung là khá là khó nhằn, quá sức đối với tôi. Quá sức đối với một cái ông già. Nhưng mà nếu mà anh em ra thì tôi vẫn sẽ cố gắng tôi chơi nhá. Đấy, tôi chỉ nói thế thôi. Còn anh em, nếu mà anh em muốn thì tôi có thể tôi cố gắng tôi chơi. Có điều là nó sẽ bị lâu đấy anh em ạ. Nó sẽ bị lâu. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ có tôi chiến thắng thì tôi mới có thể là tôi ra clip thôi đúng không? Đấy, nên là nếu mà anh em không có cái sự chiến thắng ở trong những cái clip mà tôi làm để dành tặng anh em thì rõ ràng là nó sẽ rất khó để có thể lên được clip nếu mà chơi mãi mà nó không ra. Đấy, kiểu nó là như thế. Thế là cũng anh em nếu mà anh em muốn nó kịp thời thì anh em vừa miếng nha anh em nhá. Vừa miếng là hợp lý rồi. Trận này chơi cái gì đấy? Chơi beat à? Beat hay là Saman nhỉ? Saman cũng ngon, Saman mết à? Saman mết hay là beat đấy? Chơi lại beat có tận 2 con 5 đô. Saman thì lại bị một cái là như này, Saman thì phải câu ra gấu. Câu ra gấu thì mới chơi được. Câu ra gấu Saman đấy nhá, chứ còn câu ra các con gấu khác thì thôi. Có một cái nữa là Saman bây giờ nó yếu đi rồi. Nó không mạnh như ngày trước nữa. Nó đã bị nó đã bị giảm sức mạnh đi hình như là 2 lần rồi đấy, từ khi mà nó mạnh ấy. Nếu mà chơi beat thì sao? Chơi beat trận này. Chơi beat trận này ok, chơi beat trận này ok. Nó lại giao Sunbow Exit với cả một con Unicorn này, khả năng chơi beat là cao. Phân vân nhỉ, beat hay là Saman hay là thậm chí là trận này tôi đang nhắm tới là có một cái bộ Aegir Seed là cũng cực kỳ mạnh luôn. 2 con 5 đô ở trong bộ Aegir Seed nhá. God Aegir Seed, God Aegir Seed đang cực kỳ mạnh. God Aegir Seed còn nó kết hợp với cả 4 Warlock nữa, rất là hay luôn. Khó nhỉ, khó nghĩ nhỉ. Tự nhiên ra cái bộ Half Orc này. Ra bộ Half Orc là kết hợp với cả beat cũng ngon. Cái này chắc là phải tạm thời bán cái này đi đã. Từ từ là God, từ từ đã nè. Mà dù meta này thì vẫn hướng tới nhiều chơi God hơn. Chơi God meta này rất sướng. Ôi dồi ôi anh em ơi, thế thì nó không phải rồi. Nó là beat rồi. Nhưng mà beat nhá, beat thì nó sẽ bị counter bởi Greater. Trận này thấy là có một thằng là xuất hiện Greater này. Và beat nó sẽ bị counter bởi cái bộ Aegir Seed nữa. Không biết có ai chơi Aegir Seed không. Trận này mà có Aegir Seed là cũng rất là đáng sợ nhá. Nếu mà có người chơi Aegir Seed thì nó sẽ khá khó ở giai đoạn late game. Cái bộ này mà gặp bộ Aegir Seed thì nó cũng đẩy nó sấp mặt luôn. Càng lên 3 sao thì càng sợ. Càng sợ Aegir Seed. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể có cái cơ hội câu ra con gấu anh em ạ.
Nếu mà bây giờ mà ra con gấu Saman chắc chắn tôi quay xe luôn đấy. Trận này nếu mà chơi 6 Saman thì nó vẫn ok nha anh em nhá. 4 Saman thì nó yếu thôi, chứ còn 6 Saman thì tôi nghĩ là nếu mà có đủ mana ấy, và đủ cái thời gian để nó hóa ở cái mức cấp cao nhất của nó thì nó vẫn là mạnh. Đấy. Tức là nó hóa được hết cỡ của nó ấy, 5 tiền 3 sao ấy. Mà trận này nó cũng 5 tiền 3 sao, bộ nó cũng ngon đấy anh em ạ. Nhiều con khỏe. Hapok tiếp rồi, giá tiếp Hapok luôn. Ây da. Vớ vẩn, bây giờ ra thêm một con bít nữa là bỏ bài và đánh luôn cũng được ấy chứ. Unicorn lên 2 sao. Xong rồi lại 4 bít nữa thì đánh ở level 5 là ngon luôn. Anh em ạ. Đánh ở level 5 ngon luôn mà, chả cần phải eco làm gì. Bây giờ còn thậm chí là tôi còn chưa giao eco cơ. Đấy, bây giờ bỏ bài vào đánh có khi lại vẫn ngon đấy nhá. Nhưng mà thế thì sẽ không có cái slot câu gấu anh em ạ. Đấy, nó vẫn có đủ tức là 4 bit kết hợp với cả 2 hapok nhưng mà lại không được câu ra con gấu Saman nữa, thì tôi đang muốn là sẽ có một cái khoảng thời gian ban đầu này chúng ta lấy một chút hên. Biết đâu ra được con gấu Saman thì tôi bán hết đi mà. Tôi bán hết tôi chuyển sang Saman luôn. Đấy. Chơi Saman nó sướng cái chỗ là nếu mà câu ra con gấu Saman thì rất là ngon. Ôi, xong rồi con này 2 sao à. Ok, bây giờ chưa có 4 bit thì đánh như này thì cũng được. Có khi là round sau bỏ bài vào cũng ngon rồi. Có toang quái nổi không nhỉ? Này sợ phết nhỉ. Round này 2 bit. Ok. Này tôi sẽ có 3 warrior nữa. Cái phát đầu tiên bổ được một nửa máu con ở giữa là ngon rồi. Tôi nghĩ là có thể qua được đấy. Rồi. Đép được quái là tốt rồi. Ok, ra này chúng ta sẽ là có 50 tiền luôn. Lấy đồ gì đây? Ngọc giảm hồi chiêu ngon không? Cái ngọc giảm hồi chiêu với cả cái búa xét thì tôi lấy cái ngọc giảm hồi chiêu ngon hơn. Cái lý do là bây giờ vẫn chưa biết là chơi gì ấy. Nên là nếu mà lấy ngọc giảm hồi chiêu thì vừa chơi beat được mà cũng vừa chơi gót được anh em ạ. Đấy, đồ bây giờ là nó vẫn có thể chơi được cả hai bộ. Lấy búa xét thì đến lúc mà chuyển sang gót thì nó rất là lãng phí. Nhưng mà cái ngọc giảm hồi chiêu thì chơi beat vẫn ok. Nếu mà chúng ta lấy đồ chúng ta dồn cho con Gitversia ngọc giảm hồi chiêu chơi beat siêu đẻ thì cũng được. Ui, đao này vớ vẩn thắng. À không, nó có cái con Berserker 2 sao thì không thắng được. Ui, bị đẩy nhiều đấy. Không ra con Eco mà. 4 bit rồi này. Ngon rồi. Đồ giờ dồn hết trong sâu thôi. Bây giờ chắc cái con gây đam chính là cái con sâu rồi. 1 sao nhưng mà khỏe phết đấy anh em ạ. Nếu mà những cái con sâu con ấy nó không bị bớ vào. Những con sâu con cái lượng đam nó rất to. Và đây còn được kết hợp với 4 bit nữa. Ủa, bớ ngay con sâu ạ. Ơ mà thằng này yếu ấy nhở, level 5. Vớ vẩn ăn nó chứ. Ủa thôi xong rồi. Ăn rồi đấy, ui giời ơi, tôi chưa muốn ăn. Chán hết, bài còn đang yếu ạ. Bây giờ bỏ vào eco thì nó lại hơi sai anh em nhở. Liệu rằng chúng ta để bài như này hay chúng ta để cái con hai con eco vào thì giữ máu tốt hơn. Bây giờ bài này toàn 1 sao thôi. Có điều là nó đang có 4 bit, nó đang có 2 hapok.
là cái bộ này thì nó lại mạnh ở cái đoạn này. Để mà nói là thua thì chắc là cũng chỉ thua được khoảng 50% những cái thằng đang chơi thôi, chứ không thể thua hết được. Mà chiến thắng thì cũng có thể thắng rồi đấy. Nó mạnh mà. Ui gặp ngay là Greater ạ. Sâu đẻ được ra hai con rồi. Thế thì còn lâu mới thua. Đẻ được 3 con sâu luôn. Quá khỏe. Lên level 7 cho cái gì mà. Tôi chắc tôi lên 8 tôi mới roll anh em ạ. Không roll ở 7 đâu. Bây giờ form sẽ về 6 bit thôi. 6 bit sớm. Tôi chưa thấy con ác mộng ở ra cả. Nên là chắc là chúng ta sẽ không có con đường là chơi God đâu. God thì bây giờ cũng chỉ là ác mộng co xong rồi chơi với Exit hoặc chơi với Warlock thôi. Nếu mà chơi kiểu này thì nó chỉ có thế thôi. Bây giờ meta mới nó cũng chỉ có vài bộ đấy thôi mà. Mấy cái con mết thì Thunder, Thunder các thứ không thấy ra thôi. Chắc là cũng không phải 9 mết rồi. Ơ kìa vớ vẩn, thằng này thua chứ. Sâu vẫn sống rồi ăn đấy. Đấy, sâu con đánh đau lắm. Sâu con khỏe thật sự. Ui ra ở round 15 mà Kira. Liệu rằng có phải là Warlock không? Hay nó sẽ là Beat? Chắc chắn là sẽ có Kira ở đây rồi. Round sau mà chơi Beat Kira thì sao? Chơi tạm Kira đến cho đến khi nào mà có đồ Kira chúng ta sẽ chuyển co. Bây giờ chắc là nếu mà thời điểm hiện tại thì chơi co là con Velomancer để vẫn gánh được đấy. Velomancer 1 sao cũng vẫn chơi được. Nó có Kira nó khỏe lắm anh em ạ. Máu vừa nhiều, đam vừa to. Kết hợp với cái khả năng của nó nữa, cái skill của nó. Skill của nó rất khỏe. Con này nó sẽ hồi máu, nó sẽ rất trâu. Ui rồi ôi anh em ơi, đúng thật luôn. Thế này khả năng là chơi Beat à? Thế thì không phải God rồi. Cái này lên 8 luôn nhỉ. Lên 8 luôn. Bốn bit kết hợp với cả Kira kết hợp với hai Warlock. Được không? Trông vẻ hơi yếu. Hiến tế toàn là một sao thôi. Hiến tế toàn một sao. Bài yếu thật. Bây giờ tôi mới nhìn lại máu của tôi chỉ còn có 63 máu kìa. Nhanh thật đấy. Ui 9 xin. À chưa, thằng này chưa 9 xin. Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được đâu. 3 assassin thì vẫn ăn được. Thằng này thiếu một con wizard. Khả năng là đúng rồi đấy. Chắc chuyện này Beat thật đó. Anh em bảo tôi có lên 9 không? Lên level 9 không? Gì lên 9 xong rồi roll ở 9 hay là đánh ở level 8 nhỉ? Từ bây giờ ra 21 liệu rằng chúng ta có thể giữ được cái lượng tiền này và lượng máu không? Nếu mà đội hình nó như này. Vì làm bị hack à? Thực ra Velon bây giờ 300 dam kết hợp với cả 2000 máu thì cũng khỏe đấy. Tôi nghĩ là gánh được đấy. Con này khá là trâu. Có chuối rồi này. Được luôn. Ồ, ra con đấy à, Medusa. Trận này chắc cũng phải kẹp cá vào.
Medusa làm co cũng được, cũng chưa biết là con nào làm co đâu. Nhưng mà tương lai là sẽ không phải con Velom rồi. Con Velom ở trong bộ này yếu lắm. Con Velom kết hợp với cả Beat nó không khỏe cho lắm. Nếu mà chơi Velom thì chơi Glacier ngon hơn. Ôi thằng to này. Vãi. 6 bit cáo 2 ạ. Cáo 2 Full Witcher 2 sao ạ. Thì chịu. To thế, đẩy 11 máu luôn. Con nào là sẽ lên 2 sao sớm đây? Velomancer hay là con Medusa Siren? Hiện tại là chúng ta còn rất lâu nữa chúng ta mới có cái món đồ tím để kiếm một cái Kira anh em. Lâu đấy. Rèn được cái món đồ tím xong rồi lại còn phải ra được cái món đồ Kira cơ. Sau đó thì có thể chơi co là con cáo hoặc co là con Medusa hoặc cao co là con Velom. Nhưng mà co là Velom thì không tin lắm. Bởi vì mất một cái món đồ ngon. Đồ tím phải để cho ở trên người con khác. Còn những con như con cáo chẳng hạn thì cầm hết đồ luôn. Chơi này lắm bít vậy. Với đài ấy. Đang Greater ăn tất rồi. Greater chơi một mình một cửa đập hết bít thế này thì nguy hiểm quá nhỉ. Còn cả thằng God nữa này. God mết. Càng á. God mết đấy. Ui mới đào mất 11 máu thì sắp chết ở nơi rồi. Sợ đấy nhỉ. Tôi nghĩ là lên trên level 9 sẽ phải kẹp 2 cá vào nữa. 2 cá kết hợp với 6 bit thôi. Chuyện này phải tranh bài với những cái thằng khác chơi bit khó chịu thật đấy. Chả biết là roll có ra không đây. Mà sẽ lên 9 rồi roll, không roll ở 8. Chuyện này những cái thằng bit thằng nào ra được món đồ Kira trước thì thằng đấy là ăn. Thằng nào không ra Kira thì chết. Tôi giờ tôi cũng chưa có cái đồ Kira nhưng mà... Ôi, thì chết mẹ ơi. Vớ vẩn tông quái này. Sai lầm rồi anh em ơi. Ui rồi sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi anh em ạ. Vãi đái. Hỏng rồi. Mất một món đồ chứ. Vãi đái lọt quái ạ. Sợ. Tôi mà rồi cũng có lúc lọt quái luôn. Cáo này. Đủ 6 bit cái đã. Ok. Sợ phết nhỉ. Tầm 1 sao. Đồ chán quá. 9 xin à. Thằng này vẫn chưa đủ 9 xin luôn. Luôn hết tiền không ra là con Wizard á. Vãi đái. Thằng này thiếu mỗi con Grand Herat. That's a breed à? Thôi từ từ đã. Bây giờ hết tiền rồi, chả có tiền mà ôm đâu. Bình tĩnh. Ok. Tạm thời thế vậy. Chưa ra là con co nào cả luôn. Chán thật. Kẹp cá bạn ơi. Đừng bảo thua nhá. Ok. Rồi ăn rồi, ăn rồi. Thầy chơi God mết thì chắc là tôi sẽ phải kẹp cá vào ở level 9-10 đó.
À, Medusa lên được 2 sao à? Được. Bán con gì đi nhỉ? Đang này chả bán được con gì. BKB đi. Cho nó chắc. Gen của vừa rồi để cố gắng kiếm được cái Kira nhưng mà không ra đấy. Nhưng mà lại có cái BKB để lấy luôn. Cần phết. Ủa. Căng vậy. Giờ chắc dồn đồ cho Medu thôi. Hy vọng nó sẽ cho tôi cái găng tay Kira. Không có găng tay Kira thì cái bộ này nó cũng hơi yếu anh em ạ. Bởi vì bây giờ mình cũng đánh kiểu không phải đúng kiểu của nó ấy. Không phải đúng kiểu mà chơi kiểu siêu đẻ của bộ beat. Chơi là đang chơi đánh co đam tay. Rất là cần đồ có một cái lượng đam lớn như là Kira. Ôi thằng này chơi beat kết hợp với cả Metalist này. Cắt chuôi được không? Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Ăn được luôn. Được đấy. Rồi. Thế thì ngon nhỉ. Gặp ngay thằng beat chơi kết hợp với Metalist ăn được. Blink xuống bớ vào con sâu của tôi. Không, tôi còn đẩy nhiều nữa. Bộ này chắc là lên 10 thôi nhỉ. Tầm này cũng chả có cái gì cho vào nữa rồi. Lên 10 dần dần thôi. Bây giờ Ron thì nó cũng không mạnh hơn được là mấy. Bây giờ chỉ lên được con cáo thôi. Thì bây giờ con Medu nó đóng vai trò là co được rồi. Giờ để dành tiền up lên 10. Lên 10 thì kẹp được có thể là 4 gua lóc hoặc là 4 cá đều ok hết. Cái này là cái gương ngon nhỉ. Đúng không? Gương hay là cái hai tia? Tôi nghĩ là cái gương. Chỗ này phải lấy gương. Chốt đi. Chốt gương luôn. Gương là cũng có đam. Đấy. Nó cũng tăng đam cho cái con tướng cầm. Mà nó còn có cái khả năng là phân bóng ra nữa. Phân bóng cũng rất là hay. Gặp mấy cái thằng Assassin hay là gặp mấy cái thằng Creator thì nó câu kéo khá nhiều thời gian đấy. Bởi vì cái bộ này của tôi nó khá sợ bộ Creator. Đang đánh bằng cái con Medusa nó khỏe bởi vì cái khống chế của nó ấy. Khống chế ở trong bộ beat thì rất là khỏe. Nhưng mà nếu mà không được khống chế thì toang thôi. 32 máu lật lội không. Cái thằng dẫn đầu đang 70 máu. Cũng cùng chơi một bộ luôn. Nhưng mà tôi đang có một cái lợi thế là nó vừa rơi cho tôi một cái món đồ mà rất là hay. Đấy chính là cái gươm lội chiến. Gươm lội chiến này mà đi đấu với nhà beat thì rất là tuyệt vời. Con cáo nó sẽ cầm cái món đồ đấy để nó đi đánh những cái nhà beat. Rất khỏe. Ui con này 3 sao này. Tôi nghĩ tôi sẽ lên 10 sớm rồi, cao 29 lên 10. Tôi sẽ mua thêm mấy con cây này để tí nữa chúng ta, nếu mà chúng ta có đồ Kira, chúng ta hiến tế con cây này. Hiến tế cho con Bedu hoặc là con cáo. Rất là ok. Nếu mà không ra được đồ Kira thì tôi sẽ không up nó lên 2 sao nữa. Mà tôi sẽ bán nó đi thôi. Lấy tiền chơi cái kiểu khác. Vãi cứt cái trận này bọn nó chơi beat nhiều nhỉ anh em nhỉ. 4 thằng chơi beat luôn ạ. Ảo thật sự. Beat kết hợp với cả Witcher. Rồi beat kết hợp với cả Glacier. Beat kết hợp với Metalist. Rất nhiều thể loại luôn. Không sợ Glacier nữa rồi. Không thể nào có thể dứt điểm tôi nhanh được. Tôi kẹp cáo rồi. Ok. Tích chút tiền.
chuẩn bị áp cấp. Một round thôi, round sau áp cấp được rồi. Round này gặp thằng Beat thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn là thôi. Con Medu này nó có khá là nhiều đồ để nó có thể cân được. Tầm này như thế là đồ là khá ở đây anh em ạ. Mặc dù nó không phải là những cái đồ đánh tay nhưng mà nó có khả năng là khống chế nhanh. Vào phát là có thể bật cái skill của nó lên, khống chế đối thủ luôn. Chính cái khiếu khống chế đấy nó làm lên cái sức mạnh của bộ này. Ok, lại gặp Beat à. Đấy, vào phát là đóng đá luôn mà. Trong thời gian đóng đá là chúng ta có thể đấm cho địch coi như là sấp mặt rồi. Đấy. Quá căng. Rồi 29 này, có lên 10 luôn không nhỉ? Nhưng mà bây giờ lên 10 thì kẹp cái gì vào? Thêm một con cây à? Lên 10 bây giờ 4 cá. Chả cần, chả cần 4 cá luôn ấy. Thêm một con cây 3 sao vào chăng? Rồi, thế thôi. Cũng khỏe. Cây tăng cơ cho Beat rồi đấm. Cũng vẫn là ok luôn. Thằng này ngộ 02 ạ. Ê à, to đấy. To đấy, to đấy, to đấy. To đấy, to đấy, to đấy. Ê à, căng, 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 căng. U đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ngộ 02 vẫn đi. Ok, bây giờ đổi đồ à? Bây giờ đổi chỉ có đổi đồ cam thôi. Tầm này không ra được cái Kira thôi, tôi cũng kệ luôn. Không cứ phải nhất thiết là chơi Kira đâu, chơi Beat này chơi kiểu khác cũng được. Biết làm sao mà nó có đủ đồ. Đủ đồ để có thể là sống sót lâu nhất có thể, gây được nhiều đam nhất. Còn Medu sai là bây giờ nó cần cái bất diệt này, nó cần cái... À, có thể là cái cướp điên. Nếu mà ngon thì có thể cho tôi cái giáp xương cũng được. Trên này chơi với cả nhiều Beat, lấy cái giáp xương. Giáp xương để đấu với nhà Beat. Vương miệng, nếu mà không ra cái giáp xương thì cái vương miệng là một cái sự lựa chọn không tồi đâu. Ui rồi ra sách ạ. Ra sách thì lấy sách. Thế là chúng ta chưa đổi được rồi. Thôi kệ. Có sách thì nó cũng là trấn phái của bộ này, sợ gì đâu. Nếu mà chơi cái kiểu sách này thì chắc là cũng chẳng cần phải đổi đồ Kira làm gì nữa anh em ạ. Không ra đồ Kira này. Có hai sự lựa chọn ngon, đấy là cái rìu quần chiến và cái gương bóng tối. Mà nếu mà chơi kiểu bây giờ cáo vẫn một sao này thì lấy gươm bóng tối nó lại ok hơn. Đánh nó an toàn. Gươm bóng tối cho Medu đánh thôi. Con cáo nó mà lên 2 sao thì tôi chắc chắn là tôi sẽ lấy cái rìu cuồng chiến luôn. Nhưng mà chưa lên 2 sao thì cũng chưa biết được thế nào đâu. Vớ vẩn lại Medusa 3 sao cánh tim thì lại cầm cái rìu cuồng chiến nó lại hơi bị sai. Chả cần chém làn. Ok. Tầm này là không ngán mết rồi. Gritter không ngán. Gritter này, Gritter bắn trưởng. Tôi một đống kháng phép ở đây rồi. Sợ gì. Khỏe lắm. Đi luôn không? Đi luôn rồi. 11 máu chả đi. Ok. Lại sao có Medu nữa này. Vớ vẩn, Medu xa lên được 3 sao trước cả con cáo lên 2. Cắn đấy nhở. Thằng Gritter lại là cái thằng chết trước chứ. Thằng Gritter chính ra là counter và Beat đấy. Mà lại đi. Điêu thật.
tôi sẽ giữ lại 4 con cá ở trong cái đội hình của tôi. Chứ tôi không cho con Whisperseer 3 sao vào đâu. À con Quarkoset 3 sao vào. Sẽ không cho vào đâu. Để đấy để đấm với mấy nhà beat này đã. À, cáo Kira vớ vẩn vẫn thua này. Cáo này có Kira nhá. Đấy, đồ toàn đồ ngon luôn. Hai đồ tím, một đồ cam. Medu làm được không? Ây da, ơ được. Quá ngon anh em ạ. Hay quá. Rồi. Khỏe phết nhỉ anh em nhỉ. Đồ chả có đồ cam nào. 4 Warlock này. Bỏ cá ra. Này ngon hơn. Hai cá đủ rồi. Phải kết thúc trận đấu sớm ấy. Cái chuỗi này nó sẽ không giữ lâu đâu anh em ạ. Đối thủ nó ra được bài to hơn mình rồi. Có Ngộ Không 2 sao các kiểu. Xếp bài cho nó cẩn thận. Tránh bị bớ vào một phát là nó chọt cho một phát chết hết luôn. Tách bài ra anh em ạ. Ba cụ. Phải hết sức cẩn thận. Đấy, nó chọt đau lắm. Ngộ Không 2 kìa, cáo 2 kìa, vãi đái. Ngộ Không 2 dồn đồ cho Ngộ Không. Thậm chí là một con Lancer Skelet 2 sao nữa. Lancer 2 sao nữa. Mà tôi vẫn thắng. Ừ. Điều thật. Bài thế bao giờ cuối cùng tôi vẫn thắng được. Rồi, nói chung là ok đấy bạn ạ. Được đấy. Đẩy 15 máu là cái đao này. Đẩy 15 máu nữa đi. Chán nhất là cái con cáo của tôi. Không thể đâu hết chán luôn. Cáo chán thật đấy. Giờ mới lên được 2 sao thì ngon. Căng thật sự anh em ạ. 4 Meteorit kết hợp với cả 6 bit. À ui đây rồi, hay quá. Từ từ đã, cũng chưa biết vứt con gì ra anh em ạ. Ơ kìa. Vãi đái, nó chọt kìa. Nó chọt một hàng luôn, thua. Bắt đầu thua rồi. Ra sau đưa vào con cáo vào thì nó sẽ khác. Phải có cáo vào trong đội hình anh em ạ. Cáo ở trong đội hình này nó sẽ được sử dụng những cái đồ counter rất là mạnh vào cái bọn beat. Chúng ta có cái gương lội chiến có thể cho cáo cầm để clear nhanh. Dao này mà ra được cái dìu cuồng chiến nữa thì ngon. Tôi bây giờ tôi lại không cần đồ Kira nữa anh em ạ. Cần cái dìu cuồng chiến. Clear nhanh xong rồi cả đám tụ vào phát đánh hội đồng con co của đối thủ. Rất là ngon. Trận này lắm beat thì mà cũng đánh ra 36 cả. Chứng tỏ là cái diễn biến của trận đấu này nó cũng khá là chậm, nó không nhanh lắm. Đánh đến tận ra 36 luôn hai nhà beat. Trong khi đấy là có nhà beat xanh. Dìu cuồng chiến này, ngon. Cứ chia đồ ra thôi anh em ạ. Tôi nghĩ thế này được rồi. Con cáo chỉ cần thế này thôi. Cái Blink đâu ấy nhỉ? Cái Blink tôi đổi rồi à? Ơ, chán rồi đấy. Ấn nhầm à? Tự nhiên tìm Blink không thấy đâu. Cáo này cáo đánh chay rồi. Liệu rằng đây có phải là cuối cùng không anh em? Cố thế nào. Medusa chỉ cần hóa sớm thôi. Trước khi cái con Ngộ Không nó có thể vả được vào. Chạm được vào người. Cứ hóa được là ăn. Hóa đá được là ăn nhá.
cứ đứng tụm ở giữa kia để cho con cáo chọt kìa. Cay thật. Thua à? Được không? Cáo của tôi vẫn sống anh em ạ. Hay quá. Chưa kết thúc của đối thủ nhưng mà round này có vẻ là sẽ là cái round cuối cùng đây. Căng thẳng thật sự. Đưa con gấu lên 3 sao nữa này. Càng ấy. À, trận này thậm chí còn không có đồ Kira mà đấm cho cái thằng Kira sấp mặt luôn. Cái thằng Kira cáo nó về vị trí top 3 thì phải. Rồi, chiến e. Ui, đập vào phát mất lửa cây máu luôn. Cũng ghê đấy. Cũng ghê đấy. Ui rồi, ui rồi, ui ghê, ghê, ghê với ai? Ghê với chúng tôi. Đùa chứ chơi beat này cũng sướng thật đấy. Trận đấu nhanh. Tớ phải coi như là câu kéo tận lao từ 40. Mà trận này nói chung là mình cũng gọi là chơi beat giống đối thủ mà tại sao mình lại mạnh hơn. Lý do tại làm sao này anh em. Dã man. Thôi cái đấy để cho anh em tự giải thích ở dưới nha anh em nhá. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em vẫn muốn trải nghiệm một cái trận đấu vô cùng là căng thẳng và kịch tính, anh em hãy chọn clip bên trái nha anh em nhá. Anh em tin tôi đi, hay lắm. Và tôi nghĩ là anh em sẽ cần phải có cái thuốc trợ tim đấy. Cực kỳ căng thẳng luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Cũng là một cái video clip một máu lật kèo rất là hay. Tôi chơi gót đỏ để đánh giá bộ gót đỏ. Anh em xem bộ gót đỏ có chơi được không anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.